Bác sò đi đâu mà ngó nghiêng, cẩn thận không người ta lại câu mất đấy. Tôi đi tìm tình yêu cô Hến à. Tình yêu tình báo đâu, ở ngoài đường ngoài chợ thế này, bác phải vào nhà vào cửa và ngửa tiền ra. Sao lại ngửa tiền ra? Bác không nghe người ta nói à, không có tiền thì cạp đất mà ăn. Con gái bây giờ nhiều người thực dụng lắm, thà khóc trong ô tô còn hơn cười sau xe máy. Mà bác thì lại quốc bộ thế này, có mà tìm đến Tết cũng chẳng có ngày nở hoa. Kiếm cô vợ bây giờ khó ghê cô Hến à. Bác còn trẻ còn khỏe, lo công danh sự nghiệp đi cái đã. Khổ lắm, bà già tôi cứ rục tối rục ngày, nửa đêm cũng dựng dậy bảo mày có lấy vợ không. Đi thì chớ chứ về nhà là kêu ca kể hành kể tỏi, đúng là mệt ghê. Thằng sò kia, tao hỏi mày câu cuối, mày có lấy vợ hay không? Mẹ cứ từ từ, làm gì mà nhộn lên thế? Nhộn nhộn cái thằng bố mày. Nhìn lũ bạn mày kia kìa, đứa nào cũng lâm thê bảy thiếp con bế con bồng, mà mày thì vẫn ở không tới giờ. Mẹ nói thì mặt cứ trơ trơ, hay là mày định để tao lên bàn thờ mới vui? Sang năm con khác lấy. Sang năm là năm nào? Đồ ngu, đồ mất dạy. Cút mẹ đi. Biết tìm đâu được vợ bây giờ. Vợ mới chẳng có. Cô Hến. Hết hồn. Thế bác tìm em có việc gì? Có hai quả câu điếc, làm gì mà phải che với đầy. Kệ em. Bà già tôi đuổi tôi đi rồi cô Hến ơi. Sao thế? Thì vẫn chuyện bắt tôi lấy vợ. Bác cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Người mẹ nào chẳng muốn con yên bề gia thất. Biết tìm đâu được vợ bây giờ. À mà Hến cũng đang đơn côi, hay là mình thử ghép đôi xem nào. Thực ra là em cũng vã lắm rồi, nhưng vẫn sợ anh à. Cô Hến sợ gì? Thì em sợ đàn ông gia trưởng vũ phu rượu chè gái gú, sợ người không chăm chỉ siêng năng suốt ngày tụ tập lăng nhăng bên ngoài. Điều đó thì Hến yên tâm. Anh thề là anh sẽ yêu Hến trọn đời, thằng nào nói phét là trời không thương. Con chó nào nói điêu nhá. Ừ. Thế mình triển luôn anh nhỉ? Được thế thì còn gì bằng triển luôn nhỉ?